Vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc có cuộc sống đầm ấm bên con cháu tại Mỹ. Vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc và cuộc sống bình yên bên con cháu lúc tuổi già ở Mỹ. Tuổi ngoài 70 đã đủ ngoãn nguyện với đời. Thời gian gần đây, vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời sống thú vị. Sau khi Mỹ đã ổn định tình hình dịch bệnh, đôi vợ chồng cũng bắt đầu đi du lịch và hâm hú nhiều nơi, trở lại cuộc sống bình yên với tuổi đời ngoài 70. Nghệ sĩ Hữu Hỷ thường xuyên cập nhật nhiều hình ảnh cùng chồng bên nhau lúc tuổi già. Cặp vợ chồng chứng minh tình yêu không bao giờ tắt dù tuổi tác có thay đổi. Họ khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc và quây quần bên con cháu tại xứ cờ hoa. Trên trang cá nhân của nữ nghệ sĩ đăng tải những bức ảnh cùng chồng đi du lịch khắp nơi, khung cảnh bình yên khiến nhiều người ghen tị. Nếu như nhiều người không còn tin vào tình yêu khi chứng kiến quá nhiều cuộc tình tan vỡ, chỉ cần nhìn hình ảnh hạnh phúc của đôi vợ chồng cũng đủ cảm thấy niềm tin về hôn nhân trở lại. Hầu như trong tất cả bức ảnh chia sẻ, cặp vợ chồng ngoài 70 này đều xuất hiện bên nhau. Bên cạnh đó cũng có những khoảnh khắc vui vẻ khi quây quần bên con cháu. Dù đã ngoài 70 tuổi nhưng nam nghệ sĩ Bảo Quốc vẫn minh mẫn và có sức khỏe khá tốt. Trong một vlog trước đó của Hồng Loan, con gái Bảo Quốc, nam nghệ sĩ đã có những chia sẻ. Sau khi đón Giáng sinh, gia đình tôi lại đón tiệc năm mới. Thì cũng toàn người trong gia đình thôi, mùa Covid mà đâu có ai đông đâu. Nhưng coi vậy mà vui, bảo đảm vừa ấm cúng vừa an toàn. Tôi mong ăn mừng một năm mới xua đuổi lại dịch đi, để năm 2021 tốt đẹp, an lành hơn. Vợ chồng nam nghệ sĩ cũng đã tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm 53 năm ngày cưới. Cả hai đi cùng với nhau gần một đời người. Hình ảnh thời trẻ của cặp đôi gây này gây ngỡ ngàng vì ai cũng họ sở hữu nhan sắc ấn tượng. Có thể hiểu vì sao lớp con cháu của Bảo Quốc đều có gương mặt ưa nhìn và cũng hàm ra vào nghệ thuật. Ở nước ngoài một thời gian khá lâu, nghệ sĩ Bảo Quốc cũng muốn về thăm nhà những 2 năm trở lại đây không thể quay lại vì tình hình dịch bệnh căng thẳng. Nghệ sĩ Hồng Loan cho biết, bố mẹ rất nóng lòng được về nước để chăm lo cho nhà cửa và gặp họ hàng. Tuy nhiên, hiện tại dịch bệnh không cho phép,